Nếu mà chiến tranh càng kéo dài thì tôi nghĩ là cái liên minh Nga Trung họ sẽ thắng. Cái liên minh này giữa Trung Quốc và Mỹ đã làm cho Liên Xô tan rã. Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận Quốc tế. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được mời tới trường quay một vị khách đặc biệt. Đó là anh Lê Ngọc Ánh Minh. Anh Minh hiện là Chủ tịch điều hành Pacific Group, trưởng đại diện Hiệp hội Thương mại BRICS ASEAN tại Việt Nam và Chủ tịch Câu lạc bộ Năng lượng Tái tạo Hydrogen Việt Nam. Vâng, xin chào anh Minh. Xin chào anh Phong, xin chào tất cả quý vị. Rất vui được trở lại trường quay sau những talk show năm ngoái. Vâng, trước khi chúng ta đi vào chương trình chi tiết, xin mời anh Minh cùng quý vị theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, sự kiện kinh hoàng này đã gây ra thiệt hại to lớn, hàng ngàn người từ hai bên đã thiệt mạng. Cơ sở hạ tầng trị giá hàng trăm tỷ đô la bị phá hủy. Tuy nhiên, kinh tế Nga vẫn đang ở trạng thái tốt hơn nhiều chuyên gia dự đoán. Phần lớn hàng hóa vẫn được cung cấp đầy đủ ra thị trường, dù có thể chất lượng không tốt như trước chiến tranh. Ví dụ xe hơi và các loại máy móc, năm 2022, kinh tế Nga chỉ giảm trên dưới 2% và thâm hụt ngân sách khoảng 37 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia cũng ước lượng, từ khi cuộc chiến nổ ra, Nga bỏ ra khoảng 67 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến, chủ yếu là sản xuất hàng hóa, sản xuất vũ khí và đầu tư vào giao thông vận tải. Con số này tương đương khoảng 3% GDP. Đây là con số rất nhỏ nếu so với Liên Xô bỏ ra 61% GDP cho chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ bỏ ra khoảng 50% GDP cho chiến tranh thế giới thứ hai, hay Mỹ bỏ ra khoảng 4,2% cho chiến tranh Triều Tiên. Nhiều chuyên gia cho rằng Nga có cách lách luật để né các lệnh trừng phạt, ví dụ nhập khẩu thông qua nước thứ ba hay chuyển hướng buôn bán sang thị trường châu Á. Ngoài ra, Nga là cường quốc về tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp, do đó chuyện thiếu lương thực và hàng hóa cơ bản là điều không bao giờ có. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự đoán năm 2023 kinh tế Nga có thể tăng trưởng 0,7%, tương đương với Pháp và cao hơn cả Anh và Đức. Tuy vậy, trong lĩnh vực quân sự, bài toán có thể đang đi theo chiều hướng khác. Thưa anh Minh, anh cũng có theo dõi các đoạn phóng sự ngắn vừa qua, thì chúng ta thấy rằng năm 2022, dẫu phải chịu rất là nhiều những cái biện pháp cấm vận của phương Tây, tuy nhiên kinh tế Nga cơ bản vẫn chống chọi tốt. Họ chỉ giảm GDP khoảng độ 2%, tức là mức chấp nhận được. Và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo năm 2023 này, kinh tế Nga có thể tăng trưởng khoảng 0,7%, có nghĩa là tương đương với Pháp và còn nhiều hơn cả Anh và Đức. Vậy thì theo anh, vì sao IMF lại có thể tự tin vào cái con số lạc quan như vậy ạ? Cái dự báo của IMF đưa ra thì cũng vấp rất nhiều phản đối của một số nhà kinh tế cũng như là một số tổ chức, đặc biệt là những tổ chức do phương Tây, mà những bên mà đặt cái lệnh cấm vận, những lệnh cấm vận bao vây cấm vận nước Nga. Thì quan điểm của tôi rằng chúng ta nhìn vào cái con số không phải chấm 7% tăng trưởng, mà nếu mà cá nhân tôi thì tôi đưa ra cái mức dự báo nó còn tăng trưởng còn cao hơn nữa. Thì chúng ta rất như những lần tôi chia sẻ ở những cái talk show trước, thì trước khi tiến hành cuộc chiến tranh Nga và Ukraine thì người Nga người ta đã có sự chuẩn bị. Nếu mà trở lại những câu chuyện từ năm 2014 thì khi mà Nga sáp nhập bán đảo Crimea thì họ cũng đã bị phương Tây cấm vận và có nhiều cái động thái mà bao vây kinh tế, nhưng mà cái nền kinh tế Nga họ vẫn vững, họ chống chọi rất tốt. Mà trước đó cũng vậy, trước đó từ thời chiến tranh lạnh cũng thế, tức là phương Tây lúc nào họ cũng có những cái biện pháp để bao vây và họ có tìm ra những lý do để cấm vận nước Nga. Thì lần này tôi nghĩ là người Nga họ đã có sự chuẩn bị rất là kỹ trước khi họ tiến hành chiến tranh. Mà nếu mà là một nhà kinh doanh thì bạn sẽ dễ hình dung được. Bởi vì khi các nước phương Tây cấm vận nước Nga
thì những cái mặt hàng mà người Nga muốn mua từ phương Tây rất là khó, hoặc là từ những cái quốc gia khác rất là khó, đúng không? Thì nhập khẩu nó giảm, nó suy giảm, gọi là suy giảm đột biến, trong khi xuất khẩu của Nga về năng lượng, về dầu khí, về than đá thì nó vẫn tăng. Có thể là nó sẽ thấp hơn cái mức trước chiến tranh, nhưng mà cái tổng thu của họ rất cao. Họ thu một cái lượng ngoại tệ cực kỳ lớn. Thì một nền kinh tế mà chi ít mà thu nhiều thì là nền kinh tế rất thịnh vượng. Và dựa trên những căn cứ đó, nó trái ngược với lại những rất là nhiều chuyên gia phương Tây là nhận định là nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ trong năm 2022. Thì chúng ta thấy con số nó hoàn toàn ngược lại. Thì cái nhận định của IMF theo quan điểm của tôi là rất là đúng, có căn cứ. Thưa anh, tôi cũng có đồng ý với cả một số quan điểm của anh. Ví dụ như chúng ta thấy các phương tiện truyền thông đưa tin là từ khi mà Nga bị cấm vận, họ vẫn có thể đưa rất là nhiều hàng hóa ra thị trường và cơ bản là vẫn cung cấp được nhu cầu cho người dân. Tuy nhiên thì cũng có một số những lĩnh vực bị ảnh hưởng, ví dụ như ngành công nghiệp ô tô hoặc là ngành công nghiệp quốc phòng. Và các nước phương Tây thường xuyên tố cáo Nga đã lách các lệnh trừng phạt. Bằng cách nào đó, Nga vẫn có thể nhập khẩu một số những cái linh kiện cần thiết để phục vụ cho sản xuất hàng hóa hàng ngày. Vậy thì theo anh, Nga đã tiến hành lách những cái lệnh trừng phạt đó bằng cách nào ạ? Có nhiều cách. Nếu mà nhìn ông Tổng thống Nga, ông Putin luôn, xuất thân của ông là gì? Ông ta là một điệp viên KGB. Thì trước và suốt thời kỳ chiến tranh lạnh đó, thì người Nga họ có một cái hệ thống tình báo quốc tế rất là mạnh mà họ duy trì. Theo tôi là tới bây giờ họ có những cái mạng lưới tình báo rất là mạnh, tình báo kinh tế, tình báo quân sự, vân vân. Đó là một cái kênh để họ cần một cái thứ hàng gì họ thể đáp ứng được. Ngoài ra thì tuy là phương Tây do Mỹ dẫn đầu là có những cái biện pháp trừng phạt nước Nga, đúng không? Hạn chế không cho Nga nhập khẩu những cái mặt hàng thiết yếu cho công nghiệp quân sự, quốc phòng hoặc là tiêu dùng như anh đề cập như là ô tô đó. Thì người Nga họ có tiền mà, đúng không? Thặng dư họ rất lớn. Nếu mà mình là người có tiền, mình ngồi ở nhà, đối tác mình biết mình có tiền, họ sẽ tự có cách, họ offer, họ có cái đề xuất để mình mua được món hàng. Nhiều khi không phải làm gì hết. Anh chỉ ngồi, anh có một đống tiền hàng tỷ đô, anh bán dầu, anh khí và than đá vân vân. Mà anh có một lượng tiền mặt cực lớn, thì sẽ có những nhà tư vấn, có những nhà thương mại, họ sẽ tự động họ giúp anh để mua được hàng một cách hợp pháp, chứ không phải là lách. Đó. Tôi cụ thể là có những khu vực hoặc là quốc gia hoặc là những vùng lãnh thổ trung lập như là Hồng Kông hay là Dubai, những cái vùng lãnh thổ này nó họ giống như cái ngành nghề chính của kinh doanh của họ là thương mại, đúng không? Thì họ có rất là nhiều cái đơn vị tư vấn cũng như là những nhà thương gia họ chuyên đi xử lý những vấn đề mà cái bên mua cần giải quyết không được. Đó. Mà cái ông mua này ông đang làm sở hữu một núi tiền. Đó. Thì theo tôi, người Nga người ta cũng không cần lách luật. Nếu mà lách luật đó, thì họ có hệ thống tình báo rất là mạnh, hệ thống tình báo quân sự cũng như là kinh tế toàn cầu cực kỳ mạnh. Và theo đường chính chính thì có những cái vùng lãnh thổ như tôi đề cập đó, thì họ sẵn sàng họ giúp cho người Nga có được những mặt hàng thiết yếu mà người Nga cần. Thưa anh, từ khi mà cuộc chiến nổ ra, chúng ta thấy các nước phương Tây đã ngắt phần lớn ngân hàng của Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Và Nga đã có những cái sự ứng phó bằng cách chuyển hướng sang sử dụng những ngoại tệ khác ngoài đồng đô la và euro. Ví dụ như là dirham của UAE hay rupee của Ấn Độ và đặc biệt là nhân dân tệ của Trung Quốc. Chính nhờ buôn bán với Nga mà cái giá trị ngoại thương xuyên biên giới của Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ đã vượt quá đồng đô la trong quý 1 năm 2023. Và nhiều đối tác thứ ba khi mà buôn bán với Nga họ cũng sử dụng nhân dân tệ, ví dụ như Bangladesh hay là Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì họ biết rằng Nga sẽ sử dụng cái lượng nhân dân tệ đó
để mua bán với Trung Quốc. Vậy thì là một người cũng thường xuyên quan tâm tới những cái vấn đề về thương mại toàn cầu, đặc biệt là xuất nhập khẩu, anh đánh giá cái vai trò của đồng nhân dân tệ trong cái hệ thống thương mại của Nga hiện nay như thế nào ạ? Tôi có thể nói mở rộng ra, gần đây thì nếu mà theo dõi thời sự, bởi vì tôi là hiện tại là cũng tham gia vào Hiệp hội Thương mại BRICS ASEAN, thì gần đây cái khối BRICS là 5 nước cường quốc mới nổi, gồm có Nga, có Trung Quốc, có Ấn Độ, có Brazil, có Nam Phi, thì họ đã thành lập một cái liên minh và họ không muốn người Mỹ dùng đồng đô để thống trị nữa. Thì cái câu chuyện mà đồng nhân dân tệ có sức ảnh hưởng ở Nga nó đã có từ trước rồi. Hai nước này họ đã có những cái giao thương hoặc là có những cái giao kết sử dụng nhân dân tệ. Mà người Trung Quốc thì như chúng ta biết đúng không, nền kinh tế Trung Quốc càng ngày càng mạnh. Thì trước đây thì họ cũng đã bắt tay với Hồng Kông cũng như là Anh Quốc đó, sử dụng cái đồng tiền này thì cho những cái giao dịch như là phát hành trái phiếu hoặc là trong ngoại thương vân vân. Người Trung Quốc là rất muốn một số bàn hàng mà thương mại lớn là sử dụng đồng nội tệ trao đổi song phương. Thì nền kinh tế Nga khi mà vướng vào cái cấm vận thì người Nga và Trung Quốc họ đã có cái sự chuẩn bị trước đó rồi. Bây giờ thay vì phải đi qua một trung gian là đồng đô thì người ta sẽ giao thương trực tiếp từ đồng nhân dân tệ và đồng rúp. Và cũng từ khi mà có cấm vận, xảy ra cấm vận nước Nga thì ai là đồng minh lớn, đúng không? Ai là bạn hàng lớn của Nga thì ngoài Trung Quốc ra thì các chỉ số như anh Phong nêu đó, tức là người Nga bắt đầu sử dụng đồng nhân dân tệ, các tập đoàn thậm chí các doanh nghiệp phát hành trái phiếu, theo thông tin tôi tìm hiểu các doanh nghiệp Nga phát hành trái phiếu hoặc cũng phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ. Thì cái đồng nhân dân tệ này nó không chỉ có ảnh hưởng ở nước Nga, tức là mà nó còn ở trong cái khối BRICS mà tôi vừa đề cập đó, là họ muốn sử dụng những cái đồng tiền mạnh trong khối BRICS này, gồm có đồng tiền của Trung Quốc cũng như đồng tiền của Ấn Độ. Và cái cuộc họp giữa các bộ trưởng tài chính của khối BRICS vừa diễn ra đó, thì cũng có ý kiến là muốn cái khối này thành lập một cái đồng tiền chung, là có một đồng tiền chung cho cái khối này để giao dịch, để thoát khỏi cái ảnh hưởng của đồng đô la. Nhưng mà nó cũng mới dừng lại ở cái ý tưởng thôi, mà đa phần những chuyên gia cũng như những nhà hoạch định chính sách trong khối BRICS này thì vẫn muốn sử dụng hai đồng tiền mạnh, đó là đồng tiền của Trung Quốc và của Ấn Độ. Thưa anh, cũng liên quan tới quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc, có ý kiến cho rằng đối với kinh tế Nga thì tiền bây giờ không phải là vấn đề. Tuy nhiên cái khó khăn thực sự của họ đó là linh kiện để sản xuất vũ khí. Ví dụ như chip máy tính và các bo mạch điện tử hiện đại. Bởi vì những sản phẩm này dù có tiền nó cũng không nhập khẩu được. Và thời gian qua Trung Quốc có xuất khẩu sang Nga một số những cái chip máy tính dùng trong dân sự. Và Nga đã lấy những cái chip này và sử dụng trong mục đích quốc phòng như sản xuất tên lửa. Và Nga cũng liên tục muốn Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu những cái mặt hàng như vậy. Tuy nhiên thì Trung Quốc vẫn dừng lại ở mức rất là giới hạn. Vậy theo anh, tại sao Trung Quốc này không đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng này sang Nga? Liệu có phải họ sợ bị phương Tây cấm vận, hay là Trung Quốc cũng không muốn Nga chiếm ưu thế trên chiến trường ạ? Trung Quốc và Nga họ là có đường biên giới chung, đúng không? Biên giới trên bộ cũng như là biên giới trên biển. Họ đã thiết lập cái liên minh chặt chẽ về trên mọi mặt trước khi mà nước Nga tiến hành cuộc chiến tranh với lại Ukraine. Khi mà chiến tranh xảy ra, chúng ta cũng nghe một số chuyên gia quân sự đưa ra những cái dự báo. Ví dụ như tôi nhớ khi mà người Nga tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine thì có nhiều chuyên gia quân sự ở phương Tây nói là người Nga xếp xe thiết giáp, xe tăng, xe quân sự hàng chục km trên cao tốc hướng về thủ đô. Thì có những chuyên gia nói là chắc là người Nga hết xăng, không có nhiên liệu, hậu cần kém nên xe cứ để đó không có tiếp liệu nên xe không có chạy được.
Nhưng mà sau này tất cả mới vỡ lẽ ra đó là một cái động tác nghi binh của người Nga. Họ dùng những cái cỗ xe cũ hoặc là những cỗ xe thậm chí là bơm bằng cao su bơm lên, họ để ra để đánh lạc hướng đối phương, ngay cả phương Tây cũng như là quân đội của Ukraine, cứ tưởng là người Nga sẽ tấn công, sẽ chiếm lấy thủ đô, đúng không? Họ làm những rất là nhiều động tác khác nhau, có động tác thật, động tác giả, có những động tác nghi binh, và cuối cùng tới mãi về sau thì chúng ta thấy cái mục tiêu của người Nga là họ chiếm những cái vùng, đúng không? Những cái vùng mà bốn cái mảnh đất đó, liên quan tới khu vực ra cửa biển, liên quan tới bán đảo Crimea, thì họ gọi là nghi binh, đúng không? Họ đánh lạc hướng như vậy. Thì trong truyền thông thì chúng ta, nếu mà chúng ta không phân tích, mà chúng ta không tìm hiểu sâu, chúng ta sẽ bị dễ bị dẫn dắt bởi những cái thông tin đánh lạc hướng. Vì bản thân Trung Quốc cũng đang bị phương Tây và Nhật Bản áp đặt những cái lệnh cấm vận, về hạn chế xuất khẩu những cái bán dẫn mà công nghệ cao cho Trung Quốc, đúng không? Và ngay cả chính phủ Nhật Bản và chính phủ Hà Lan cũng bắt tay nhau là đồng lòng là không xuất những cái sản phẩm để sản xuất chip công nghệ cao cho Trung Quốc. Phương Tây, một cái nỗi lo của phương Tây trong cuộc chiến Nga và Ukraine là gì? Phương Tây rất sợ là Trung Quốc sẽ cung cấp vũ khí cho Nga để đánh Ukraine. Bởi vì ai cũng biết là Trung Quốc là một cái nôi sản xuất giá rẻ. Tất cả các mặt hàng thiết yếu dùng cho dân sự hay quân sự mà sản xuất ở Trung Quốc thì giá thành rất là thấp. Anh Phong cũng như là quý vị có nghe thường, tức là các ngoại trưởng hay là các tổng thống hay thủ tướng các nước phương Tây lúc nào cũng cảnh báo, giống cảnh báo sớm là Trung Quốc không được cung cấp vũ khí cho Nga. Thì tương tự như vậy, vấn đề chip bán dẫn, không lẽ Trung Quốc lại đi thẳng thừng tuyên bố là họ sẽ cung cấp chip bán dẫn cho Nga, còn câu chuyện đằng sau đó các bên là cung cấp cái gì, trao nhau cái gì thì tôi nghĩ là người trong cuộc mới biết. Thưa anh, thời gian qua chúng ta thấy có một số thông tin, ví dụ như Nga đã nhập khẩu một số lượng khổng lồ máy giặt từ Kazakhstan. Sau đó thì họ tách ra và họ lấy chip để dùng cho mục đích sản xuất vũ khí. Ngoài ra thì Nga cũng lấy những cái kho vũ khí cũ, ví dụ như xe tăng T-54 hay T-62, và họ linh động sử dụng ngoài chiến trường. Có một số ý kiến cho rằng cái vấn đề vũ khí Nga đang rất căng thẳng. Nếu như chiến sự tiếp tục xảy ra như vậy thì không loại trừ khả năng trong vòng một vài tháng nữa Nga sẽ cạn kiệt. Tuy nhiên ngược lại này, cũng có một số ý kiến cho rằng cái cuộc chiến hiện nay chủ yếu là sử dụng những vũ khí thông thường, ví dụ như đạn bộ binh, pháo binh và máy bay không người lái. Cho nên những cái vũ khí này Nga có thể sản xuất với giá rẻ dựa trên cái nguồn tài nguyên thiên nhiên rất là phong phú. Ngược lại thì phương Tây lại dựa vào vũ khí, Ukraine lại dựa vào vũ khí của phương Tây với giá rất là đắt. Cho nên nếu mà cuộc đua đường trường thì càng về sau Nga sẽ càng chiếm ưu thế. Vậy thì trước hai cái luồng ý kiến trái ngược nhau này thì quan điểm của anh như thế nào ạ? Quan điểm của tôi, như tôi vừa chia sẻ ở cái câu hỏi trước, nghĩ là người Nga họ có những biện pháp nghi binh. Ví dụ như họ có thể xếp hàng dài xe là mà bơm bằng cao su để đánh lạc hướng được đối phương. Thì tương tự như vậy, cái cuộc chiến truyền thông nó cũng vậy, họ có những cái biện pháp họ nghi binh. Để họ nói là đi mua máy giặt, thu gom máy giặt, thì đi sửa xe tăng và hết vũ khí. Nhưng mà thi thoảng khi mà họ muốn hạ gục một những cái mục tiêu lớn thì anh Phong cũng như quý vị sẽ thấy là họ dùng những vũ khí rất là tối tân, có những cái tên lửa là siêu vượt âm, đúng không? Hủy diệt mà vượt qua tất cả các hệ thống phòng không hiện đại đang có của các nước đó. Thì họ, theo quan điểm của tôi, họ có những cái truyền thông nghi binh chứ nó không phải thực sự như vậy. Bởi vì nước Nga và nước Trung Quốc là hai nước và có chung đường biên giới, như tôi chia sẻ, họ có thể giao thương, họ có thể chuyển giao những thứ gì mà chỉ có họ biết đó. Là cái điểm thứ nhất, là tôi nghĩ là những cái thông tin bên lề nó đi mua máy giặt để lấy con chip của phương Tây để chế tạo vũ khí, thì tôi nghĩ cái này nó cũng không có cái tính thuyết phục cao. Bởi vì anh đi đấu với lại đối phương của anh mà anh đi dùng lại cái linh kiện của đối phương để anh chống họ thì
nó cũng không có hợp lý cho lắm, đúng không? Mà tôi nghĩ là họ chủ động được công nghệ, chỉ có điều là họ dùng cái biện pháp là truyền thông đánh lạc hướng để kéo số đông như vậy. Hoặc là cái thành phố gì mà mới nước Nga nói là chiếm được gần đây, đúng không? Chỉ một cái thành phố mà hai bên giằng co rất là nhiều, thì có những cái biện pháp truyền thông đánh lạc hướng, tôi nói là cái quân đội đi đánh thuê. Ông Putin là ông thuê một cái công ty tư nhân đi đánh thuê, mà công ty này nói là chúng tôi hết vũ khí. Đâu có ai mà đi ra trận nói là mình hết vũ khí, đúng không? Nếu lẽ thường khi anh đấu với nhau mà anh nói là anh hết vũ khí thì mình sẽ đặt dấu hỏi. Làm sao mà tự nhiên hết vũ khí? Tôi nói là tôi hết vũ khí để cho quân thù tới bắn tôi chứ sao? Thì cái truyền thông đó, tôi nghĩ là những cái phương pháp truyền thông đánh lạc hướng của người Nga, thậm chí cả người Trung Quốc. Và cái câu hỏi tiếp theo của anh nhận định về vũ khí hai bên, đúng, khi mà chúng ta xem lại cuộc chiến tranh chống Mỹ tại Việt Nam, chúng ta sẽ thấy rõ ràng là quân đội Mỹ họ tiêu tốn rất là nhiều, hoặc là những cuộc chiến sau chiến tranh Việt Nam là chiến tranh ở Iraq hoặc là ở Afghanistan, thì người Mỹ họ tiêu tốn rất là nhiều chi phí để duy trì cái cỗ máy chiến tranh. Rõ ràng là chi phí sản xuất vũ khí của Mỹ hay phương Tây thì rất cao, thì không thể so được với Trung Quốc. Nếu mà chiến tranh càng kéo dài thì tôi nghĩ là cái liên minh Nga Trung họ sẽ thắng, họ thắng ngoạn mục, họ thắng trên nhiều mặt trận, bởi vì Mỹ cũng chuẩn bị bầu cử rồi, các nước phương Tây cũng phải sẽ lần lượt sẽ có bầu cử. Mà chính quyền đương nhiệm mà anh cứ tiêu tiền, anh tiêu tiền anh giúp một nước yếu, đúng, chính nghĩa. Nhưng anh cứ tiêu hoài, chiến tranh nó không kết thúc. Thì tiền đâu ra? Tiền là ngân sách, cũng là đồng thuế của người dân, đúng không? Mà khi chiến tranh xảy ra như thế, mọi thứ vật giá leo thang, năng lượng cũng cao, thực phẩm cũng cao, thì các chính phủ mà ủng hộ Ukraine họ sẽ gặp nhiều rất áp lực chính từ người dân của họ. Nên chiến tranh càng kéo dài thì lợi thế nó sẽ thuộc về cả Nga cũng như là Trung Quốc. Mà mở rộng ra hơn là cái khối BRICS, có Ấn Độ và các nước trong khối BRICS. Bởi vì rõ ràng là người Nga họ có những bạn hàng mới là Ấn Độ và Trung Quốc, là những nhà nhập khẩu năng lượng lớn từ Nga thay thế cho phương Tây. Và người Nga thì họ có thể có những nguồn cung, đúng không? Nguồn cung những hàng thiết yếu dùng cho quân sự cũng như dùng cho tiêu dùng cho cuộc sống người dân, thì cũng từ cái nguồn cung từ Trung Quốc, thì giá nó rất hợp lý so với lại phương Tây. Phương Tây chi tiêu số tiền nó lớn hơn. Thưa anh, chúng ta thấy rằng quan hệ kinh tế với Nga Trung như anh có phân tích là rất là chặt chẽ, và từ khi cuộc chiến nổ ra thì cái mối quan hệ này nó càng ngày càng sâu sắc hơn. Có một số ý kiến nhận định điều đó có thể gây ra những cái rủi ro nhất định đối với kinh tế Nga, bởi vì sẽ không biết trước được tương lai Trung Quốc họ sẽ thay đổi như thế nào. Có thể hôm nay là bạn nhưng mà ngày mai sẽ trở thành đối thủ. Vậy thì cái quan điểm của anh về cái ý kiến trên như thế nào ? Quan điểm của tôi là tôi thường ví von các đồng nghiệp nó như cái thời Tam Quốc, đúng không? Ngay bây giờ mình có thể gọi là Tam Quốc thế kỷ 21, thì có ba nước lớn là Mỹ, Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Thì nó sẽ tùy theo giai đoạn, tùy theo bối cảnh thì người ta sẽ thiết lập cái liên minh có lợi, và quốc gia nào cũng vì lợi ích của quốc gia mình, lúc nào người ta cũng đặt trên hết, đúng không? Thì tôi nếu mà chúng ta xem lại cái lịch sử thập kỷ 70 của thế kỷ trước, thế kỷ 20 á, thì rõ ràng là Liên Xô và Trung Quốc là chống đối nhau, đúng không? Và Trung Quốc thì bắt tay với Hoa Kỳ đó, để tạo một đối trọng chống lại cái Liên Xô, là nước Nga cũng như cái khối Đông Âu, đúng không? Là các cái đồng minh của Liên Xô. Thì lúc đó là cái liên minh này giữa Nga và giữa Trung Quốc và Mỹ đã làm cho Liên Xô tan vỡ, tan rã, đúng không? Và trong bối cảnh thế kỷ 21, đầu thế kỷ 21 thì nó cái gọi là game changer, tức là nó thay đổi, đúng không? Thì chúng ta thấy là xuất hiện liên minh giữa Nga và Trung Quốc để đối phó lại Mỹ và các đồng minh. Thì câu chuyện gì nó xảy ra tiếp, thì khi mà hai cái nền kinh tế nó ăn sâu nhau
nó sẽ có lợi, đương nhiên, đúng không? Hai bên được hưởng lợi, và đương nhiên nó cũng lúc nào cũng vậy, mình tính lúc tính cái gì cũng vậy, ngay cái làm ăn cũng vậy, lúc nào cũng có mặt lợi, cũng có mặt mà bất lợi. Thì chuyện gì xảy ra sau khi chiến tranh Nga và Ukraine kết thúc, bằng hòa đàm hay là bằng những biện pháp nào khác? Tôi nghĩ là nó sẽ tới một cái buổi hòa đàm thôi. Tất cả cuộc chiến tranh nào cũng vậy, các bên dây dưa nhau rồi cuối cùng là cũng phải ngồi vào bàn đàm phán, phải đánh hoài mệt, đúng không? Đánh hoài kiệt sức rồi thì cũng phải ngồi vào bàn đàm phán. Thì nó cũng tùy thuộc vào cái chính trị Mỹ nữa. Như thời ông Donald Trump, đảng Cộng Hòa, thì ông muốn lôi kéo rất là nhiều đồng minh của Nga về phía mình. Rõ ràng là khi mà Donald Trump, ông tổng thống, cựu tổng thống Hoa Kỳ, có những cái buổi gặp riêng với tổng thống Nga Putin, đúng không? Để giải quyết một số vấn đề, và mục tiêu muốn là chống Trung Quốc. Dạ. Nhưng mà thời tổng thống dân chủ thì chúng ta thấy nó lại khác, đúng không? Thì nước Mỹ thì vẫn tìm mọi biện pháp để chống Trung Quốc, là bảo vệ Trung Quốc, nhưng mà họ lại chống luôn cả Nga. Thì chúng ta thấy điều gì? Có ba ông nào giống như thời Tam Quốc thế kỷ 21, có ba ông lớn là ông Mỹ, ông Nga, ông Trung Quốc, và hai ông bắt tay nhau, còn lại một ông và đồng minh. Thì tôi nghĩ là cứ hai ông mà cứ tạm gọi, giả sử hai ông này yếu hơn mà bắt tay nhau thì ông thành một liên minh là ông kình lại ông kia, thì câu chuyện gì nó xảy ra nữa thì mình cũng khó đoán được. Rồi nói về kinh tế Trung Quốc càng ngày họ càng thâm nhập sâu vào Nga, đúng không? Thì người Nga cũng được lợi cái gì? Người Nga không bị phụ thuộc vào phương Tây. Vì đây cũng là cái cơ hội để cho nước Nga đón nhận cái dòng đầu tư mới từ Trung Quốc, hoặc là các nước cường quốc mới nổi trong khối BRICS. Ngoài ra là cái ngành sản xuất trong nước nó sẽ phát triển hơn, bởi vì bị cấm vận bắt buộc phải tự sản xuất. Có nhiều ngành, tôi nhớ là có những cái hãng xe, là những hãng sản xuất hàng tiêu dùng, trước đây là người Nga là chuẩn, cũng giống như nhiều nước mà thiên về xuất khẩu ngoại tệ nhiều, họ thiên về nhập hàng tiêu dùng, hàng xa xỉ, thì cái ngành sản xuất trong nước cũng không phát triển nhiều. Thì bây giờ đúng là cơ hội để cho ngành sản xuất trong nước được khôi phục, được vực dậy. Mà nếu mà tìm hiểu thông tin thì chúng ta cũng thấy tổng thống Putin và cũng như chính phủ Nga có những cái biện pháp hỗ trợ người dân, dù trợ cấp cho người dân cũng như trợ cấp cho doanh nghiệp, tại vì họ có cái thặng dư thương mại rất lớn, có lượng tiền mặt rất lớn, nên họ dư sức chống đỡ lại các lệnh cấm vận của phương Tây. Còn về Trung Quốc mà ảnh hưởng sâu vào kinh tế Nga vẫn có lợi cho nước Nga, nước Trung Quốc hoặc là khối BRICS, bởi vì cái đồng nhân dân tệ nó khẳng định cái ảnh hưởng, đúng không? Ảnh hưởng ngay tại cường quốc ở thế giới là nước Nga, thì nó sẽ dần dần các đối tác, các bạn hàng khác, người ta sẽ dùng đồng nhân dân tệ nhiều hơn và không quá phụ thuộc vào đồng đô la nữa. Đó. Mà chính là cái điều này là nước Nga và Trung Quốc và rất nhiều nước mới nổi họ muốn làm, họ muốn tránh khỏi sự phụ thuộc vào đồng đô. Thưa anh, từ khi mà phương Tây áp đặt những cái lệnh cấm vận lên Nga, nhất là về dầu mỏ và khí đốt, thì chúng ta thấy rằng có hai cái xu hướng liên quan đến năng lượng ở châu Âu. Một là họ thúc đẩy năng lượng tái tạo để giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. Thứ hai là họ cũng đẩy mạnh sử dụng than. Cho nên hai cái xu hướng này, một cái thì giảm khí CO2, một cái là tăng khí CO2. Vậy thì từ khi mà cuộc xung đột nổ ra, với vai trò là chủ tịch của câu lạc bộ năng lượng tái tạo Hydrogen Việt Nam, anh thấy là ở Việt Nam có những cái xu hướng năng lượng nào mới xuất hiện hay không ạ? Thì cũng gần đây, nói về chủ đề năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thì gần đây chính phủ Việt Nam đã phê duyệt cái quy hoạch điện 8, tức là quy hoạch điện tới năm 2030, tầm nhìn tới 2050. Và trước đó thì chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra mục tiêu là phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thì khi mà những người mà làm ngành năng lượng như chúng tôi thì đọc cái quy hoạch điện 8 thì chúng ta thấy Việt Nam rất là có một cái lộ trình rất là rõ, tới năm nào thì sẽ giảm lượng phát thải như thế nào. Đó.
Thì cái chiến tranh này thật ra rất là nhiều chuyên gia sẽ nói là từ chiến tranh này nó sẽ kích thích cái việc phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Thật ra nó chỉ có ảnh hưởng một phần thôi. Thì cái quá trình chuyển đổi năng lượng nó xảy ra tại các nước, đặc biệt là các nước phát triển, nó xảy ra rồi. Ví dụ như châu Âu thì họ quy định tới năm bao nhiêu, 2030 hay 2035 gì đó, là các phương tiện động cơ đốt trong mà dùng nhiên liệu hóa thạch thì không được hoạt động nữa. Là họ đã có những cái cam kết trước đó. Là khi mà anh Phong hoặc là quý vị mà tìm hiểu về cái những cái hội nghị chống biến đổi khí hậu nó diễn ra thường xuyên, hàng năm đều có cái hội nghị này, các nước đăng cai, thì sẽ biết Liên Hiệp Quốc cũng như các tổ chức quốc tế là luôn làm áp lực cho những quốc gia công nghiệp phát triển là phải giảm phát thải, và là những cái nhà sản xuất, những tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng phát thải nhiều như rác nhựa rồi, chúng ta thấy họ chịu áp lực rất lớn. Rồi hoàn các tập đoàn mà khai thác mỏ dầu, mỏ than của mình cũng chịu áp lực rất lớn. Các định chế tài chính, những tổ chức tài chính họ ngừng cấp viện hoặc là cho vay hay là cấp vốn cho những cái dự án gây ô nhiễm. Thì ở Việt Nam cũng như quốc tế đã hình thành những cái cam kết và những cái lộ trình rất là cụ thể để đưa thế giới tiến tới là phát thải ròng bằng không vào 2050 hoặc xa hơn 2060, thậm chí 2070. Tức là cái lộ trình đó đã có từ trước khi mà chiến tranh xảy ra. Mà nói về năng lượng tái tạo thì nó là một cái quá trình nó rất là tự nhiên. Bạn không can thiệp gì nó vẫn xảy ra. Bởi vì công nghệ càng ngày nó càng phát triển. Bây giờ chúng ta cứ nói nhiều về công nghệ AI rồi những công nghệ đổi mới khác, đúng không? Phục vụ đời sống, phục vụ sản xuất. Thì cái quá trình mà sử dụng nhiên liệu sạch hoặc là khai thác năng lượng tái tạo là nó diễn ra, mà nó diễn ra càng ngày nó càng mạnh mẽ. Không có cần ai can thiệp nó cũng diễn ra. Đó là quan điểm của tôi. Mà đặc biệt Việt Nam mình là có một cái lộ trình rất là rõ. Một số nước đang phát triển họ chưa cam kết là 2050, nhưng mà Việt Nam đã cam kết 2050. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Minh về buổi chia sẻ ngày hôm nay. Anh đã mang tới cho khán giả những góc nhìn hết sức là toàn diện và đa chiều, không chỉ liên quan đến kinh tế Nga mà còn liên quan đến mối quan hệ giữa Nga với Trung Quốc. Và rất hy vọng sẽ có dịp được gặp lại anh Minh trong những chương trình sau. Xin chào anh Phong, xin tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, buổi chia sẻ liên quan đến kinh tế Nga trong thời chiến cùng anh Lê Ngọc Ánh Minh, thời lượng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến và chào tạm biệt.